Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc nhưng tốc độ thì có xu hướng nhanh lên khoảng 10 km/h. Đến chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc và giữa của Biển Đông. Và từ đêm nay sang ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hơn, tốc độ khoảng 10 đến 15 km. Sang đến chiều mai, áp thấp nhiệt đới mạnh lên mức cấp 6, cấp 7, vị trí ở trên khu vực phía Đông Bắc của huyện đảo Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và hướng về phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở khu vực vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, ở khu vực vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, giữa Biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Trên đất liền, trong ngày hôm nay, miền Bắc giảm mưa, trời chuyển nắng, mức nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ tăng nhẹ lên ngưỡng 30-33 độ, một vài nơi có nhiệt độ cao 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay vẫn có nắng gián đoạn, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay giao động từ 30-33 độ. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận trong ngày hôm nay có nắng, nhiệt độ phổ biến từ 31-33 độ, cục bộ có nơi 34 độ. Lui xuống các tỉnh thành phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và chiều tối nay sẽ có mưa dông nhiều nơi. Trong đó ở phần phía Nam của Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ có nhiều điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh với lượng mưa từ 20 đến 50mm. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn thấp chỉ từ 26 đến 28 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.